Thưa quý vị, nút giao Kiệt 464 đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, giao cắt với đường sắt Bắc Nam, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm. Sở Giao thông Vận tải nhiều lần có công văn gửi Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị mở rộng thanh chắn đường sắt km 795+290 để giải phóng người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên đến nay, phía ngành đường sắt chưa có động tĩnh gì nên tình trạng ùn tắc giao thông khu vực này vẫn còn nan giải. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Người dân sống tại khu vực Kiệt 464 cho biết một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông là do sau khi cải tạo mở rộng mặt đường Kiệt 464 Trường Chinh nhưng vẫn còn đoạn nút thắt chưa được mở rộng. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều hộ lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán và cổng chào đặt sát mặt đường ảnh hưởng đến tầm nhìn khi xe lưu thông qua nút. Rất là nguy hiểm. Viện nào thì bây giờ đang xanh trên đỏ giữa chân mà đây cỏ tao nữa, nó đưa lấn ra ngoài họ chạy, họ không có quan tâm là đèn xanh trên đỏ, giao thông cũng có người phân tuyến phân luồng ấy. Tức là các đường đều chặt mà lượng xe là quá nhiều, nên là 6 hướng dồn vào một cái điểm nút giao thông. Nói chung là không đảm cái lưu lượng, không thoát. Bên kia rõ ràng đó là đường ưu tiên, bên này là đường gom nhắn nhỏ, nhưng mà cái thời gian đó nó bục anh qua đường tàu lửa, anh phải đi chậm thôi, anh không thể phóng nhanh được. Mà từ chỗ đó nó anh cứ bò tới từ đây tới đó, tức là hết thời gian 15 giây buộc phải đứng. Đại diện chính quyền phường Hòa An thông tin thêm, thì từ khi Kiệt 464 Trường Chinh được mở rộng, khu vực này trở thành nút giao thông phức tạp gồm hai đường gom dân sinh, đường sắt, đường quốc lộ 1, đường Tôn Đản, đường Nguyễn Phước Nguyên, tạo thành một điểm giao cắt thiếu an toàn. Qua phản ánh của cử tri, chính quyền đã nhiều lần báo cáo đề xuất các cấp, các ngành nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Với địa bàn phường thì chúng tôi cũng đề xuất mở rộng cái vị trí cái đường cắt ngang của đường sắt. Thì cái này là đường sắt trực thuộc của Tổng cục Giao thông nên của Bộ Giao thông nên phường cũng trên cơ sở kiến nghị cũng quận thành phố. Trước đây phường Hòa An có 4 đường ngang cắt qua tuyến đường sắt Bắc Nam ra quốc lộ 1A, do mất an toàn nên đã đóng 2 đường ngang. Vì thế lưu lượng phương tiện đổ về lớn. Vài vụ va chạm nhẹ người dân có thể vui vẻ bỏ qua, nhưng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp như cháy nổ, cấp cứu cần tiếp cận đi qua Kiệt 464 Trường Chinh thì việc chậm 20 đến 25 phút có thể sẽ để lại hậu quả khó lường.